Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trời ơi, chán quá trời quá đất luôn á. Tính ra ngày hôm nay á bạn, mình đang muốn quay cái video mà cưa những con quái vật cá chó bạn fan xem nè. Đó, mình chỗ này mình chuẩn bị cái máy cưa lại nè. Thì có rất là nhiều bạn fan thích mình làm cái video mà cưa mấy con quái vật luôn. Nhưng mà ngày hôm nay chán quá, mình không biết kiếm quái vật ở đâu hết trơn á. Không biết cưa gì cho bạn xem nữa. Trời ơi, ông này than thở hoài, tôi mệt gần chết rồi. Thôi cưa tôi cho vui nè. Cái gì đâu than thở hoài, mệt coi quá. Hợp lý, hợp lý nha. Cái này hợp lý nè Sam. Từ trước đến giờ á, tôi không biết là ở trong người của bà có gì ta. Đây tôi cưa bà ra thử coi. Qua đây, qua đây, qua đây. Quay thử đi. Đúng cái gì? Đúng rồi, đi vô đây. Đúng rồi, là tôi nghĩ là cắt bà ra hay á, hợp lý á. Đi vô đây, vô đây. Đó, leo đây. Coi coi coi, để mình qua bên đây mình coi coi sau khi cưa Sammy ra thì sẽ ra được cái gì nha. Để coi coi. Ủa gì á? Cái gì vậy? Trời ơi, tự nhiên đau xương đau nhất khớp à. Ủa Sam ơi, bà bị bà bị cái gì vậy? Trời ơi, tại tự nhiên ông bắt tôi cưa tôi, bây giờ tôi bắt bó tè le nè trời ơi. Trời ơi bạn ơi, tự nhiên mình bỏ Sammy vô cái máy xong đi nữa. Sammy băng bó người tùm lum la, Sammy nằm trên xe lăn luôn bạn ơi. Xin lỗi. Trời ơi, bà sao này bà hung dữ quá. Ơi, ông ở đâu nhìn tôi què chứ phải phé nha. Mệt ghê luôn rồi. Thôi tôi đi về. Không chơi ông ở đâu. Ôi Sam. Ê, bà không ở đây rồi ai quay video chung với tôi Sam? Ủa? Trời ơi, cái bà này tự nhiên bây giờ bỏ mình ở đây mình mới. Nhưng mà bà chạy xe lăn thì buồn cười ghê luôn. Ok bạn ơi, thì ngày hôm nay nè, như mấy bạn đã yêu cầu mình rất là nhiều, bảo mình là anh Phong ơi, anh hãy thử làm video cưa những con quái vật ở trong Minecraft ra tiếp đi anh. Bởi vì vậy cho nên ngày hôm nay mình quyết định mình sẽ làm thêm một video cưa quái vật cho bạn xem nữa nha. Nhưng mà tiếc quá ngày hôm nay không có ai quay chung mình hết, cho nên là mình sẽ quay một mình luôn. Cho nên là hy vọng mấy bạn vẫn sẽ thích khi mà mình quay một mình nha. Ok. Và nếu như bạn thích video này đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nữa nha mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu đi săn quái vật cái nào. Let's go. Bùm chiu, bùm chiu, bùm chiu. Ok mấy bạn ơi, thì mình mới vừa chuẩn bị xong đồ để đi tiêu diệt bắt mấy con quái vật để đem về cưa bọn nó ra nè bạn. Đó, thì ở đây mình có chuẩn bị cho nguyên một cái cây súng nữa nè. Đó, cây súng này là bắn mấy con quái vật là bọn nó chết queo. Ây da, rồi rồi xong tôi tự bắn vô người tôi luôn. Mấy ông ơi, mất quá trời máu luôn, tôi chơi ngu rồi. Đó, rồi ở chỗ này tôi chuẩn bị thêm mấy cái viên ngọc nè để tôi có thể chọi xong tôi dịch chuyển nè, bạn thấy không? Đó, để mình tránh trường hợp mình bị mấy con quái vật tấn công nó đuổi nhanh quá đó bạn. Đó, rồi mình còn chuẩn bị thêm TNT nè, rồi thêm hai cây kiếm nữa. Trời ơi, tôi cầm trên tay hai cây kiếm siêu to thế này á, con quái vật nào nhìn tôi chắc chắn là nó sẽ sợ luôn các bạn. Đó, quả là hợp lý luôn. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm con quái vật đầu tiên để bắt nó nha các bạn nha. Ok đi thôi, let's go. Khoan từ. Khoan từ. Mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy cái gì ở bên kia không các bạn? À không, không phải cái con bướm bướm đâu nha các bạn nha, mà là cái con ở trong nhà của Siro kìa các bạn. Ê, cái gì vậy? Ủa, hôm nay ông Siro ổng nuôi con gì mà nhìn nó đen thui lùi lùi hết ghê vậy trời. Mà nó còn bơi bơi trong hồ bơi nữa. Ủa mà khoan từ, mình nhớ là cái con lu á, nó đâu có đen vậy đâu ta. Con lu là cái màu của nó hơi xám xám, hơi xanh xanh mà, chứ nó có phải là cái màu thế này đâu trời. Ủa đâu đâu, để tôi qua tôi xem thử coi. Ủa có cái chuyện gì mà kỳ lạ dữ vậy trời. Từ từ thôi, mà khoan từ, hình như cái con này quen lắm nha. Tôi biết rồi bạn ơi, hình như nó là Huggy thì phải. Ờ đúng rồi. Từ từ, tôi lén lút tôi leo lên tôi coi nó đã bạn. Đó bạn thấy không, hình như cái con này là con Huggy màu đen hay sao các bạn ơi. Cái con này là mình có quay video về nó nè. Ui nhưng mà mình vẫn chưa biết là ở trong người của nó có gì. Hay là bây giờ chúng ta cùng nhau cưa nó ra thử để xem thử không bạn. Ừ hợp lý á ha. Đây này, để mình xem coi con Huggy này. Oh. Ui nhưng mà hình như con Huggy nó hiền các bạn ơi, nó không có tấn công mình. Ừ đúng rồi, hình như nó hiền hay sao á. Ê cái gì? Ôi nó chọi vô người mày đi. Ôi trời ơi, cái con này chọi bơm khói vô người mình các bạn ơi. Ôi tối thui luôn. Trời ơi. À hóa ra là con Huggy này nó muốn đánh nhau với mình. Ôi nó đang đuổi theo mình các bạn ơi. Ôi chạy. À con này. Ui nó chọi bơm khói vô chỗ mình hoài bạn ơi. Không được rồi, mình phải chạy thôi. Ôi chạy. Ui trời ơi, nó chọi bơm khói. À con Huggy này. Thôi được, ta tưởng là ngươi không muốn đánh nhau với ta. Ai dè đâu ngươi lại khiêu chiến với ta đúng không? Ta lấy súng ra bắn nhau với ngươi nè. Huggy nè. Huggy à. Sợ chưa? Ui con Huggy này nó nhanh quá bạn, cái chân nó dài, nó nhanh quá, nó né được mấy cái viên đạn của mình nè. Huggy à. Ui con này. Ê, từ từ. Nó
chọi cùng với người mình vậy? Ủa trời ơi, khoan từ từ các bạn ơi, cái con Husky này nó chơi dơ, chọi cùng với người mình nè các bạn ơi. Trời, mình không muốn nói ra đâu, nhưng mà mấy bạn nhìn cái cục này là mấy bạn biết cái cục gì liền à. Ôi, nó chọi với người mình đó. Rồi xong rồi, cái cục nó dính vô người mình xong mình bị trúng độc mấy bạn ơi. Trời ơi, trời ơi, cái cục gì ghê vậy? Con Husky kia, ơi con Husky kia. Con Husky kia, từ từ, bình tĩnh, đừng có chọi nữa. Ta nói ngươi nghe nè, ngươi là quái vật mà sao ngươi chơi dơ vậy hả? Biết bao nhiêu vũ khí mạnh, mấy cái viên gì ta, mấy cái viên đạn, mấy cái viên ngọc đồ, có mấy cái phép thuật lửa đồ kiểu mạnh ơi là mạnh, sao ngươi không dùng? Ngươi chọi cái cục gì thui quách vậy hả? Cái con kia, ủa ấy nó còn chọi mình tiếp kìa bạn ơi. Trời, nó không thèm nghe lời mình. Trời, nó chọi quá trời, trời ơi, nó chọi quá trời quá đất luôn. Trời ơi, trời, cái con này trời ơi, chạy bạn ơi, không thôi không, mình không chơi chung với mấy đứa chơi giờ kiểu này được rồi. À, chạy ui ủa, ui hình như là nó không chui vô đây được các bạn ơi, nó đang bị kẹt lại kìa. À, ăn cho nhiều vô rồi mập y như Camui cho nên bây giờ chui vô đây không được đúng không? Ơi nhưng mà cái con này các bạn, có Husky này các bạn, nhìn cái hàm răng của nó kìa các bạn, nhìn nè các bạn, nhìn nè, đó cái hàm răng của nó vàng ơi là vàng luôn, là có nghĩa là nó ở dơ các bạn, nó không chịu đánh răng các bạn. Hàng gì cái con này nó ở dơ cho nên nó mới chơi cái trò nó chọi cục. Trời ơi, mình nói gì nói sao nó chọi mình nữa kìa, con này thiệt luôn á trời. À, được lắm, bây giờ mình phải tìm cách để mình tiêu diệt nó, mình cưa ra thử coi bên trong người nó có gì các bạn ơi. Hay, nhưng mà mấy cái vũ khí này của mình á, mình bắn nó không có bị gì hết trơn à. Từ để mình xem coi mình còn gì đó không ta. Đây rồi cái con này nó có cái tuyệt chiêu là quăng bơm khói đúng không, mà nó sẽ khiến cho mình bị mù đó các bạn. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, mình đã có cái quyển sách phép thuật này. Với cái quyển sách phép thuật này của mình á các bạn, thì bạn hãy xem nè, cái quyển sách này nó sẽ tạo ra được lửa đó để tấn công con Husky nè. Đấy, tiếp theo nữa bạn biết là gì không? Đó chính là mình có thể tạo được một cái vòng tròn bằng lửa xung quanh người của mình đó. Thì cái vòng tròn bằng lửa này sẽ giúp cho mình không bị mù nữa, là mình sẽ thấy được vị trí của nó để mình đánh nhau với nó. À quên, còn một cái này là hơi bị xịn nữa nè bạn. Bạn biết cái quyển sách này là gì không? Cái quyển sách này á là của cái con Hero SE mà lần trước trong tập trước bọn mình đã cưa nó ra các bạn, thì mình có lượm được. Cái quyển sách này hơi bị hay luôn nha, bạn xem nè. Thấy gì không? Nó có thể tạo được lửa nè bạn, thấy không? Đó, trời ơi, cháy quá trời cháy luôn. Con Husky kỳ này là khỏi đụng vô người mình rồi. Đừng có tưởng là ngươi chọi mấy cục với vô người ta là ta sợ nha. Ôi, tiến lên. Ui, nó chọi mình các bạn, nó chọi mình các bạn. Ui, nó chọi mình kìa. Nè, ta nói cho ngươi biết nha, ta không có chơi chung mấy đứa ở giờ đâu. À, có giỏi chọi bấm mù ta coi, ta không có sợ đâu, có giỏi chọi đi. Thách thức luôn á. À, chọi, chọi chọi hết phép nó coi. Chọi hết. Chọi. Ai, ta nói là ngươi chọi bấm mù mà chứ ta đâu có kêu ngươi chọi cục với vô người ta. Cái con này ơi dơ quá à. Trời ơi, trời. Ôi trời ơi, cái con này nó chỉ được có mỗi hai tuyệt chiêu là chọi bơm khói với lại là chọi cái cục à. Thôi mình không muốn nói cái cục đó ra đâu. À, nó chọi bơm khói mình nè các bạn ha. Ngươi tưởng là ngươi chọi bơm khói với người ta ta sẽ bị mù sao? Không có chuyện đó đâu. Xem đây. Nè, có giỏi chọi thẳng với người ta nè. Chọi thẳng với người ta nè. Ngon, chọi đây đi. Trời ơi, làm sao chọi được đó bạn thấy không? Nè, xung quanh của mình nè, nó tạo cái vòng tròn làm cho mình có thể thấy được nó kìa các bạn thấy không? Đó, làm sao nó có thể làm mù mình được? À, ta không có sợ cái tuyệt chiêu của ngươi đâu. Bây giờ hãy xem tuyệt chiêu của ta đây. Ui, sức mạnh của lửa. Ui, chà! Đó nè mấy bạn coi nè, mình đụng vô người nó là nó bị cháy rồi. Ui rồi xong rồi, mình không thấy gì luôn mày ơi. À đây, mình thấy rồi. Đó, mày thấy không, con Husky nó bị cháy, nó chạy các bạn. À, nó đang chạy các bạn. Trời ơi, làm sao mà chạy được với ngọn lửa này của ta? Hãy xem đây. Ui, đó nè, chạy đâu cho hết. Mình sẽ quấn quanh người nó luôn nha các bạn nha, để cho nó bị cháy lửa luôn. À, mày trời ơi, lửa nó che hết màn hình luôn, mình không biết mấy bạn thấy gì luôn á. Ui, nó đang bị cháy kìa các bạn. Đó, được rồi, mình sẽ lại gần nó xong mình sẽ cháy lửa ngay cái người của nó luôn. Đó, đó rồi. Kỳ này nó chết chắc. Ui, ủa mình nói giỡn là nó sẽ chết thôi, ai về đâu nó chết liền vậy ta? Sao cái con này nó yếu xìu vậy? Ủa, sao nó yếu xìu vậy ta? Mình tưởng nó mạnh lắm chứ. Ai, trời ơi, chẳng lẽ là nó chỉ có mỗi hai cái tuyệt chiêu là quăng bơm mù với lại chọi cái cục sô-cô-la thôi hả ta? Thôi chắc kể đi, mình lại lụm quả trứng của nó mình đem về mình cưa ra, chứ mình cũng hơi đau đầu với cái con này các bạn ơi. Con này nó cứ sao thôi chắc mình lụm lại đi. Ok, lụm. Rồi ok bạn ơi, thì cuối cùng thì mình cũng đã bắt được cái con Husky ở dơ các bạn ơi. Trời, con Husky đen thui thùi lùi. Mình nghĩ là chắc cái màu đen là bởi vì là lâu rồi nó chưa tắm á bạn, cho nên nó mới có màu đen vậy các bạn. Trời ơi, ok. Bây giờ mình sẽ đem nó vô đây nè, mình bỏ lên trên cái máy nè. Đấy, thì cái máy ngay lập tức sẽ kéo nó vô. À, nó còn tính đánh mình nữa các bạn, nhưng mà làm sao đánh được? Bây giờ là bị chui vô máy cưa rồi. Tạm biệt bạn nha. Bye bye bạn nha. Ok, để cho nó cưa bạn ra luôn. Ok rồi, ok. Ủa, trời, cái con này nó không chịu chui vô bạn ơi. Rồi, nhưng mà làm sao thoát được? Rồi ok. Rồi, bây giờ mình sẽ ra đằng trước để coi con Husky sau khi mà nó bị cưa ra thì sẽ rơi ra cái gì nha các bạn nha. Ok, xem thử nào. Ui, nó rơi ra mấy cục len đó bạn ơi. Ủa, có mấy cục len hả ta? Có gì khác đâu? Ui, hắt điện thạch. Wow,
đâu, nó có. Ủa mà sao cái cục này màu đen thui lùi vậy? Ui, nó có cái cục gì nữa nè. Ui, cục gì nhìn nhìn thấy ghê vậy? Từ để mình lượm vô coi. Rồi tiếp theo. Ui, cục than. Ủa, cái con này sao lại rơi cục than ta? À, chắc là nó ở dơ quá cho nên là người của nó ra mấy cục than luôn các bạn. Trời ơi là trời, thiệt cái con này ở dơ quá mà. Ủa rồi có cái bình thuốc gì đây? Ủa, có cái bình thuốc gì nữa đây? Ủa. Ha, lại là một cái cục mà không thể thiếu trong người của nó. Nhưng mà mình có nên lượm cái cục này vô người mình không ta? Kệ, cái cục đó đi, trời ai mà dám cầm vô cái cục đó bạn. Rồi ok, bây giờ để mình xem coi. Đầu tiên nha, con Husky màu đen này của chúng ta, nó sẽ rơi lên được những cái cục len màu đen thế này đó bạn. Giống như kiểu cái này là cái bộ lông của nó bạn. Đó, những cục len màu đen nè. Sau đó nó còn rơi ra cả hắc diện thạch nữa bạn ơi. Hắc diện thạch nha, đó, để làm cổng địa ngục hay sao á. Rồi sau đó nó còn rơi được mấy cục than nữa nè. Nhưng mà không có gì đặc biệt hết trơn á. Ở trong đây mình thấy có hai món đặc biệt nhất á, là cái bình thuốc này nè, với lại có cái cục màu tím tím. Cái cục tím tím này là cái gì ta? Ui! 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 Mình mới vừa cầm vô cái cục màu tím, cái xung quanh của mình tự nhiên cái đầu bốc hơi hết trơn luôn bạn ơi. Hình như là cái cục này nó có thể gọi là làm cho mọi thứ xung quanh bị tan biến hay sao bạn. Bạn coi nè. Đó, mình cầm trên tay nè. Ui, tất cả mọi thứ xung quanh bị tan biến luôn đó bạn ơi. Wow, từ từ để mình lại gần cái cây coi cái cây có bị gì không. Rồi xong cái cây biến thành cát luôn. Wow, nhưng mà mình cũng bị độc luôn nha các bạn nha. Mình cũng bị dính độc luôn nè. Trời trời, mọi thứ xung quanh bị tan biến luôn. Trời ơi, tôi cá chắc với bạn luôn là cái cục này là do nó ở dơ quá cho nên nó tạo được cái cục này. Sao cái cục này nó biến thành acid đó bạn. Sao nó ăn mòn hết tất cả mọi thứ xung quanh luôn nè. Trời ơi, mình không nên đụng vô mấy cái này nguy hiểm lắm. Trời đi. Trời ơi là trời, đúng là con Husky màu đen này ở dơ thiệt các bạn ơi. Nó có mấy cái đồ gì tào lao không à. Để mình xem coi. Còn có cái bình thuốc gì nữa đây. Cái bình thuốc này là cái gì nhỉ? Mình có nên uống nó không ta? Ôi, không được. Mình đâu có biết đó là cái thuốc gì đâu mà mình uống đúng không các bạn? Hay là mình cho con heo uống ta? Ừ, con heo uống thử đi con heo. Ui, con heo nó bị độc rồi nè. Ui, trời ơi, mình mới vô chọi người. Trời ơi, con heo nó bị nổ cái bùm xong nó biến thành cục thịt heo luôn các bạn ơi. Trời ơi là trời, thiệt luôn á, con Husky màu đen này đồ của nó nguy hiểm thiệt sự luôn á. Oh my god. Trời ơi trời, nhưng mà cũng thú vị các bạn ạ. Các bạn thấy con Husky màu đen này sau khi mình cưa nó ra thì các bạn thấy mấy cái đồ trong người của nó có hay không thì nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Nói chung là con Husky màu đen này á, nó không có gì hết trơn á, ngoài mấy cục than với lại mấy cái đồ tào lao mà. Trời ơi là trời, không có cái gì quý giá hết trơn à. Thôi được rồi, không sao. Bây giờ mình sẽ đi bắt cái con quái vật tiếp theo để review tiếp cho các bạn xem nha. Rồi heo ơi, ăn thịt heo đi heo. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi bắt tiếp con quái vật tiếp theo nào. Let's go. Rồi ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm cái con quái vật tiếp theo nha bạn nha. Thì mình đang không biết con quái vật tiếp theo mà mình sẽ gặp là gì đây. Mấy bạn đoán thử xem nó là cái gì. Ok, bây giờ mình sẽ đi xem thử nè. Thôi đi vòng vòng mới coi. Nhà của Ruby thì chắc là không có quái vật đâu. Gaming House thì hôm bữa là mình gặp cái con Chainsawman rồi thì mình đã tiêu diệt nó rồi cho nên bên đây cũng không có quái vật. Để mình xem coi. Cái con bướm bướm này á hả? Con bướm bướm này chẳng có giúp ích được gì hết trơn à. Thôi để mình giết cái luôn. Thấy không? Cái con này nó yếu xìu rồi, nó không có cái gì để mình gọi là xem thử hết các bạn ạ. Nó không có đồ trong người nó trơn á. Ok, đi tiếp. Ủa gì vậy? Hôm nay siêu thị kiếm ở đâu ra nguyên một cái tượng cái con Transformer đẹp dữ quá trời. Hey, cái con này mình nhìn thấy nó hơi lạ lạ bạn ơi. Từ từ để mình lại gần nó xem thử. Cái gì? Ủa cái gì? Trời ơi bạn ơi, cái con này nó bắn cái tia điện ở trong người của mình các bạn ơi. Trời ơi, cái con này nó nguy hiểm quá. Ủa mà sao tự nhiên nó lại bắn mình ta? Hay là nó tưởng mình là ăn trộm cho nên là nó bắn mình trời? Cái con này nó là bảo vệ của tiệm cáp chơi hả? Trời ơi, cái con này thiệt luôn á. Từ để mình thử dùng cái cục mà mình mới vừa lượm được của con Husky nữa bạn đó. Mấy cái cục này nè, mình chọi vô người để thử nha các bạn nha. Ok, từ để mình lại gần nè. Ui, ôi sao nó bắn mình tí vậy á? Trời ơi, con này lao tét thiệt. Chọi nè. Cứ tưởng nó sợ cứ chắc chọi nè. Trời ơi, không được. Không được. Cái cục này của mình nó không mạnh bằng cái tia điện của con này các bạn ơi. Không được. Hey, giờ sao ta? Nó cứ bắn mấy cái tia điện ra liên tục vậy thì làm sao mình có thể lại gần nó được đây? Hay, tự nhiên không, mình lại muốn cưa ra thử để coi bên trong người của nó có gì quá mấy bạn ơi. Ok, từ bây giờ mình có cái khiên ở đây nè bạn. Cái khiên này là cái khiên siêu to khổng lồ nha các bạn nha. Cái khiên này có thể che được hết cái người của mình luôn nè. Đó, che hết cái người của mình luôn. Bây giờ mình sẽ lại gần nó. Ôi, cái con kia bắn đi. Nè, giỏi, bắn đi. Trời ơi, bắn sao được, làm sao chúng ta được. Đó, bạn thấy không, mấy cái tia điện nó trúng vô cái khiên xong nó văng ra ngoài hết trơn rồi, làm sao chúng mình được. Ok, bây giờ mình sẽ cầm thêm cây kiếm lên để mình đánh nhau với nó nha các bạn nha. Ok, bắn đi, sợ quá. Lấy cây kiếm ra. Bây giờ mình sẽ lại gần nó để mình đánh nó nè. Ok, mình cứ đi chậm thôi các bạn. Ui, tiến lên. Yeah. Ui, 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 ui,
ủa chuyện gì mới vừa xảy ra ta? Ủa sao mình lại gần đó cái đầu bùm một cái mình chết queo vậy ta? Ai chắc là ảo giác thôi. Từ từ mình dùng hai cái kiếm luôn, mình đánh nhau đó nè, mà dùng hai kiếm luôn nè. Ôi trời. Ủa cái gì vậy? Tại sao mình lại gần nó cái là mình bị chết vậy ta? Từ từ bây giờ mình sẽ xịt lại gần nó, nhưng mà xịt chút xíu thôi nha các bạn nha, để coi coi nó có chuyện gì xảy ra vậy. Từ từ lại gần coi. Ui à, mình biết rồi, mình lại gần nó là nó sẽ tạo ra cái tia điện ở bên dưới bàn chân của nó nè các bạn. Nè các bạn nhìn nè, đó mình lại gần nè, đó thấy không, nó tạo cái tia điện, nó không cho mình lại gần mấy bạn ơi. À vậy là không lại gần được à? Không sao, nếu không lại gần được thì ta sẽ sử dụng súng vậy. Hãy xem đây. Ui, nó biết né luôn kìa. Mấy bạn nhìn kìa, nó biết né luôn kìa bạn. Trời ơi, mấy cái con này nó biết né luôn bạn ơi. Ghê thiệt sự luôn á. À, ngươi tưởng nó sợ ngươi chắc. Chọi này. Ê, ui. Trời ơi, mấy bạn ơi, cái con này nó có tiền kêu triệu hồi cả sấm sét luôn bạn ơi. Trời, bạn nhìn nè. Trời ơi, mấy cái tia này chiếu xuống người mình. Ui, rồi xong rồi, không lại gần nó được rồi, nguy hiểm quá. Cái con này nguy hiểm quá bạn ơi. Từ từ bây giờ mình phải kiếm cho nó, mình núp. À đây, có cái quán, có cái quán cà phê của Siro với Ruby nè, chui ra trốn. Cái con này nó mạnh quá các bạn ơi. Dường như là bây giờ không có cái gì có thể đánh bại được nó luôn á bạn. Kiếm nè, hay là súng nè, hay là mấy cái cục này cũng không có thể đánh lại được nó luôn á. Bây giờ sao ta? Ủa, bây giờ sao trời? Bây giờ làm cách nào để thể tiêu diệt được nó đây ta? Hay có cách nào ông ta thiệt luôn á. Ủa gì vậy? Ủa trời mưa rồi. Ủa khoan từ, cái con này nó là robot nhưng mà bây giờ nó đang ở bên dưới trời mưa. Ủa à, mình có ý này hay các bạn ơi. Thường á là mấy cái món đồ chơi á nha, mà nó bị dính nước á là nó sẽ bị hỏng. Khoan từ, con robot này nó bị dính nước nó có bị hỏng không ta? Đâu từ, để mình lại gần nó xem thử coi. Lại gần. Ui nó đứng im nè bạn. Trời ơi, tính ra con này mình tưởng là mình phải đánh nhau với nó, ai dè đâu trời mưa xong nó tự hư luôn bạn ơi. Ủa gì kỳ vậy ta? Ủa rõ ràng là hồi nãy mình thấy nó còn mạnh lắm mà nó tấn công mình các kiểu luôn, xong bây giờ trời mưa một cái xong cái đầu nó bị hỏng rồi, đứng im một chỗ luôn bạn ơi. Rồi xong hư hết mạch điện luôn rồi, cái gì nữa đúng không? Trời ơi, này lại gần nè. Không bị sao hết bạn ơi. Ủa tính ra là mình tưởng là mình phải đánh nhau với nó chứ ai dè đâu dễ dàng bắt được nó quá. Ok, không sao, bây giờ mình sẽ đem nó về nhà để mình cưa ra thử coi bên trong nó có gì nha bạn nha. Ok, đem về nhà nè. Đi hết tay nhanh lên, đi lên. Ê, đi vô cái máy. Trời ơi, con này to quá bạn ơi, cho nên mình khinh nó vô không được. Rồi à, rồi ok được rồi nè. Bây giờ là nó bị vô trong cái máy cưa của mình nè các bạn. Mà cái con này nó lì ghê, nó mãi nó không chịu chui vô bạn ơi. Từ để mình đẩy nó vô. Đẩy vô. Chui vô. Trời ơi, cái con này lì quá. Ui rồi nó chui vô rồi các bạn ơi. Trời ơi, thiệt luôn, con này nó to quá các bạn ơi, cho nên nó không chui vô trong được. Rồi ok, cái máy cưa bắt đầu cưa rồi đó. Để xem coi cái con robot Transformer này nó sẽ rơi được cái món đồ gì nha các bạn nha. Để mình xem coi. Ui, nó rơi cái đầu nữa bạn. Wow, một cái đầu. Rồi còn gì nữa không? Để xem coi. Một cái áo giáp. Wow, ui mà khoan từ, cái áo giáp này là của con gì chứ không phải là của con Transformer đâu ta. Còn cái quần nữa nè. Rồi còn gì nữa không? Ủa, có cái đôi giày mà đúng không? À đây, có đôi giày. Wow, nguyên một bộ đồ luôn bạn ơi. Ơ nhưng mà khoan từ, con Transformer là mình nhớ là bộ đồ của nó đẹp lắm mà ta, sao nó rơi ra cái bộ đồ của con gì thấy ghê quá vậy? Ủa, đừng có nói là cái bộ đồ của nó vậy thôi, chứ đến lúc mình cưa ra thì sẽ rơi ra cái bộ đồ khác nha. Từ để mình xem coi cái bộ đồ này là gì đây ta. Ơi, mình sẽ thử mặc cái vô thử coi có được không nha bạn nha, thử coi. Ui, mình mặc chưa được đó bạn. Ủa mà sao có mỗi cái đầu vậy? À quên, phải mặc cái áo vô nữa, rồi mặc cái quần vô, sau đó mang đôi giày vô. Wow, trời. Mấy bạn ơi, bạn nhìn mình nè. Wow, mình hơi bị ngầu luôn bạn ơi. Mình mặc được cái bộ đồ vô. Mà sao từ mình mặc cái bộ đồ vô cái mình bị lùng lại vậy ta? Mình nhìn mình có khác gì là ca mui ở ngoài đời thật không vậy? Nhìn y hệt với ca mui luôn các bạn. Nhưng mà khoan, từ hình như mình nãy mình thấy cái con này nó bay được hay sao á. Wow, nó bay được nha bạn nha. Cái con này nó có một cái gì ta, mấy cái người ta gọi gì, tên lửa. À đúng rồi, tên lửa ở bên dưới cái bàn chân của nó bạn ơi, cho nó có thể bay được nè. Wow, ngầu dữ ta. Để coi nó còn làm được gì không ta. Ôi có cái nút gì nè, để mình bấm thôi coi. Tít. Wow, trời ơi bạn ơi, mình biến thành một chiếc máy bay. Trời ơi, mình bay siêu nhanh luôn bạn ơi, bạn nhìn nào. Wow, trời, ngầu quá. Trời, bay. Ui trời ơi, mình bay khắp nơi luôn bạn ơi. Trời ơi, đỉnh. Bộ đồ này hơi bị xịn nha, biến thành nguyên chiếc máy bay luôn bạn ơi. Bây giờ sao biến lại bình thường? À đây, biến lại bình thường nè. Wow, tính ra bộ đồ này hơi bị khỏe luôn bạn. Mình có thể sử dụng cái bộ đồ này để đi đánh nhau với những con quái vật khác luôn bạn. Bạn coi nè, đó, mình có thể biến thành một cái gọi là chiếc máy bay. Đó, sau đó mình có thể biến thành robot lại. Trời ơi, không. Được. Ok, mình sẽ giữ lại bộ đồ này nha, để mốt mình còn đi đánh nhau với quái vật. Đó, mình sẽ giữ lại bộ đồ này. Đây,
mình sẽ sử dụng bộ đồ này để đi đánh nhau những con quái vật khác nha các bạn nha. Rồi ok, bây giờ á, từ nãy giờ mình đã kiếm được hình như là 2 con quái vật rồi, nhưng mà một video 2 con quái vật thôi thì hơi ít, cho nên bây giờ mình sẽ đi kiếm thêm một con quái vật cuối cùng nha các bạn. Ok đi thôi, let's go. Bây giờ thì mình nghĩ rằng là để có thể tìm được những cái con quái vật tiếp theo bạn thì mình sẽ vào trong trường học đi ha. Ủa mà hay tự trường học làm gì có quái vật. Thôi bây giờ à đúng rồi, ở bên shop hero, quên, đúng rồi, ở trong shop hero, để mình qua bên đây coi coi có cái con gì trong đây không ta, để xem thử nha. Ok. Ủa hình như là ở trong shop không có cái con quái vật nào hết trơn bạn ơi. Bình thường ở trong làng mình là quái vật phải xuất hiện nhiều lắm chứ ta. Thôi nhưng mà khoan, ở trong shop hero của mình bây giờ có quá trời đồ chơi xịn luôn mà các bạn nhìn nè. Trời ơi, mấy con mô hình lắp ráp đồ kiểu nào quá trời đẹp luôn bạn ơi. Có bạn nào đã mua được những cái món đồ chơi nào của shop hero rồi thì mấy bạn hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha, thì mình sẽ thả tim cho bạn nha. Đã ok ok, đây để mình xem coi, ở chỗ này có mắt kính đồ kiểu nào, rồi mấy cái đồ chơi đẹp ơi là đẹp luôn. Ủa cái gì đây? Ủa ở chỗ này nó có cái hộp quà gì màu xanh. Ui cái màu xanh này đúng màu xanh của mình luôn đó bạn. Trời ơi, cái hộp quà này chắc chắn là dành cho tôi rồi. Đâu tôi lại gần tôi xem coi hộp quà. Ê ê ui 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 ui, mấy bạn ơi, hình như mình mới thấy có con gì nó thò đầu ra đúng không bạn. Từ ở trong shop hero làm gì có con quái vật gì vậy, hồi nãy mình vô mình đâu thấy đâu, hay là mình bị hoa mắt ta. Từ mình lại gần thử coi, gần lại gần. Ui ui ui, rồi đúng rồi bạn ơi, đúng là nó rồi, hình như là có quái vật thiệt các bạn ơi. Để mình quýnh nó nha. Mày ui con kia đi đâu rồi đây. Ui ê, sao mà nó cao dữ vậy. Bây giờ làm gì ơi, nó đuổi mình. Trời con quái vật đây. Trời ơi, thiệt luôn quá, mới vừa nói là đi kiếm quái vật, ai về đâu gặp quái vật thiệt luôn bạn ơi, mà gặp ngay đúng cái con Boxibo này nữa chứ. Trời, đúng là trời ơi, vô shop đồ chơi là gặp ngay con quái vật đồ chơi luôn bạn ơi, nó đuổi bên kia. Rồi, cái con này nhìn cái tướng của nó cao to lực lưỡng quá, chắc là mình đánh không lại ở đâu. Ủa gì vậy? Ủa tại sao mình vừa chạy ra ngoài shop cái là mình thấy nó dừng lại luôn bạn ơi, nó không đuổi mình nữa kìa. Ê cái con kia bây giờ không đuổi nữa thì đi vô trong đi chứ, đứng ngoài đó sao ta vô trong shop được, đi vô trong đi. Ủa ủa nó nghe lời mình thiệt luôn kìa bạn ơi, mình kia vô, nó vô trong shop nó vô thiệt luôn kìa bạn. Trời ơi cái con này. Bây giờ mình có cách để tiêu diệt nó rồi bạn ơi, mình sẽ vô hôm nay nè, mình đặt quả tiên ti kế bên người nó, sao mình đốt lên. Ó kỳ này mày chết chắc rồi con ơi. Ê, sao TNT nổ mà con nó không bị gì hết mà tôi bị nổ ta. Nó còn biết chạy nữa kìa. Trời ơi, cái con này mình phải cưa nó ra cho bằng được các bạn ơi. Mình phải cưa nó ra để coi bên trong người nó có gì. Mình không có tò mò bên trong người nó có gì đâu, nhưng mà con này nó dám gọi là chặn mình lại, không cho mình vô shop hero. Được. Nhưng mà bây giờ làm cách nào để bắt được con này đây? Con này bây giờ á, nó là đồ chơi ở trong shop hero hả? Khoan, từ, có khi nào cái con này nó cũng thích đồ chơi không ta? Đúng rồi, đồ chơi mà ai mà không thích đúng không? Hay là bây giờ mình sẽ lấy đồ chơi ra để mình làm mồi nhử, mình dụ nó ta. Hợp lý đó. Được. Bây giờ mình sẽ về nhà của mình để mình lấy hết mấy cái món đồ chơi trong shop hero mà mình mua ở nhà các bạn. Mình sẽ đem ra để làm mồi dụ nó nha các bạn nha. Ok đi thôi. Rồi, kỳ này ngươi chết với ta rồi Boxibo à. Đây mấy bạn ơi, mình có đem rất là nhiều đồ chơi mà mình đã mua ở shop hero đem đến đây nè. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái món đồ chơi này để mình dụ nó nha các bạn nha. Mình sẽ đưa nó vô trong cái máy cưa luôn nè. Hợp lý không bạn? À đây, xin giới thiệu bạn, đây chính là dàn búp bê của mình nè. Nhưng mà nếu như bạn nào hỏi mình á là anh là con trai mà sao anh chơi búp bê nhiều vậy á thì không phải đâu bạn, ở chỗ này á mình có mấy con búp bê là búp bê siêu nhân nữa nè, bạn thấy không? Đó, búp bê siêu nhân nè, thì mình là con trai thì mình thích chơi siêu nhân nữa, chứ không phải là mình con trai mình thích chơi búp bê đâu nha. Đừng cứ tưởng nha. Ok rồi, ok bây giờ mình sẽ vào hôm đây. Mình thấy cái Boxibo kìa bạn, nó đang nhảy tưng kìa. Bây giờ mình sẽ lại gần nó để mình dụ ra ngoài cửa nha. Ui Boxibo ơi, Boxibo. Ê ui nó cắn mình. Chạy. Đâu ở đây. Ơi cái con này hình như là nó bị kẹt ở trong shop mà nó không ra ngoài được các bạn ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái món đồ chơi đầu tiên nè, mình sẽ chỗ này nè, chỗ này đó. Boxibo ơi nhìn nè, có đồ chơi xịn lắm nè. Lại lụm đi, đồ chơi xịn á. Ôi sao nó nhảy tưng kìa bạn, nó đang vui kìa bạn. Trời ơi, nó nhảy tưng kìa, nó đang vui kìa. Thấy đồ chơi nó vui kìa bạn ơi. Ok, mình sẽ chỗ này rồi, đi theo anh nha. Ngoan nè, đi theo anh. Rồi đó.
đó, quá trời đồ chơi luôn. Lấy thêm, lấy thêm. Rồi đi thôi anh nè, đi thôi anh. Đấy, bây giờ mình sẽ dụ nó nha bạn nha. Rồi đi theo anh nè, đi theo anh nè, ngoan nè, qua đây qua đây. Trời giỏi quá, giỏi quá. Đúng rồi, đi theo anh nè. Rồi, đi theo anh. Rồi, cái món đồ chơi cuối cùng nằm nằm ở trên đây nè, nằm trên đây nè nè. Leo lên lượm đi. Lượm đi nhanh lên. Lượm đi, lượm đi. Đuổi theo, đúng rồi. Đuổi theo, trôi mất tiêu bây giờ kìa. Đuổi theo đúng rồi, ngoan quá. Ngoan quá. Rồi xong. Nó tự chui vô cái máy cưa luôn mày. Nó tự chui vô máy cưa luôn á trời. Cái con này khờ dễ sợ. Trời ơi, cái con boxing ball này nó khờ dễ sợ luôn á bạn. Tính ra là mình dụ nó, mình đưa vô trong cái máy cưa vậy mà nó cũng đi theo mình luôn. Ok, từ từ, bây giờ máy cưa đang cưa nè. Để xem coi nó sẽ rơi được cái món đồ gì nha các bạn nha. Một con bạch tuộc. À không, cái con này hình như là con creeper bạn ơi. Ủa, từ, khoan, gấu bông nè. Ủa, nó lại rơi ra gấu bông là sao? Ủa, ra còn con vịt nữa. Ủa, à, tôi hiểu rồi. Cái con boxing ball này á, là ở bên trong người của nó là có đồ chơi các bạn ơi. Nó còn rơi thêm con búp bê nữa nè. Rồi khói Rubik nè, rồi xe điều khiển nè. Trời trời trời, ôi cái hộp gì đây? Từ, để mình lượm lại hết nha các bạn nha. Tính ra cái con này á, nó cũng không có gì đặc biệt hết các bạn ơi. Từ nãy giờ mình thấy có mỗi mình cái con Transformer á, là nó có cho chúng ta cái bộ giáp là xịn xịn nè. Còn cái con này á, nó chỉ có được mấy cái đồ chơi tào lao mà. Trời ơi nè, con Ripper nè, con gấu bông nè. Ê mà cũng không tào lao lắm ha, tính ra gấu bông này tặng cho Sam được nè. Con vịt này mình sẽ tặng cho anh vịt nè. Cục Rubik là Kairon. Ừ, Kairon hơi bị thích chế trò này luôn, mình sẽ tặng cho Kairon. Siro thì thích thể thao, mình sẽ tặng cho Siro quả bóng chuyền nè. Còn Simmy mình sẽ tặng con búp bê đó. Còn ai nữa ta? Ruby hả? Ruby chắc là mình tặng cho Ruby chiếc xe điều khiển từ xa đi. Rồi ok, còn con Ripper kia tặng cho Kamui là hợp lý rồi, tại Kamui thích màu xanh mà đúng không? Rồi còn mình thì mình dùng gì giờ ta? Tính ra đồ mình tặng hết trơn rồi. Khoan, mình có cái hộp màu đỏ gì đây? Ủa cái hộp này là cái gì nha? Mình xem coi. Ôi, tôi mới thấy cái gì vậy bạn? Tôi. Oh my god, kim cương! Trời ơi, quá trời kim cương luôn bạn ơi. Trời ơi, cái hộp này dành cho tôi là đúng rồi nè, quá trời kim cương luôn. À, trời ơi, được, tôi lụm lại hết. Hay mấy cái món đồ chơi này á, tặng anh em hết đi, tôi cho anh em hết, tôi lấy kim cương thôi. Vậy thì cuối cùng mình cũng đã có thể cưa được ba con quái vật. À không, thật ra hai con quái vật với lại một anh Transformer các bạn ạ. Đó, mình đã cưa được ba con quái vật mới ở trong cái máy cưa này của mình. Thì mình đã phát hiện ra là có hai con quái vật hơi bị xịn nha các bạn nha. Đó chính là con Boxy Bow nè, nó có rất nhiều kim cương luôn và đồ chơi nữa. Còn con Transformer thì cho chúng ta một bộ giáp rất là xịn luôn. Chỉ có điều là con Husky thì cái con đó nó ở dơ cho nên là mình không nói tới làm gì. Ok vậy đi. Đó, thì mấy bạn thấy một trong ba con này thì mấy bạn nghĩ rằng là con nào là cái con mà mình cưa ra được nhiều đồ xịn nhất thì hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Riêng mình thì mình thấy là mình cưa được con Transformer các bạn, là có bộ đồ biến hành cái máy bay á, là bộ đồ nó hơi bị xịn luôn á bạn ạ. Đấy, ok. Còn cái này á thì được kim cương, trời quá là đã luôn. Còn Husky thì được cái cục gì không à? Thôi bỏ đi. Ok bạn ơi, thì mình nghĩ rằng là video đây của mình cũng đã rất là dài rồi. Cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share, video subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt.